Vi sắc sỡ đó nè, cho người ta biết Vi biết sắc sỡ nè. Trời ơi. Mọi người thấy vlog của Chương. Đây, khóm là mình bẻ tại vườn nha mọi người. Thôi bẻ theo xíu ăn mọi người. Tụi mình đã đi về tới Tiền Giang rồi nghe mọi người. Có thứ mọi người đang nói nữa. Ui, rồi. Rồi. Ai kêu? Kêu cái là ngồi tại vườn nghe mọi người. Rồi đi ăn cơm không thôi. Hái sao chưa hái dừa nước mà? Mà hái dừa nước rồi làm cái gì? À, ăn được hả? Hả? Dừa nước ra ăn sao? Hái không khỏi cái miệng ăn. Ủa, dừa nước ăn dừa không? Mà thấy người ta phải làm cái gì nấu chè người ta mới ăn được mà. Anh phải dẫn theo con chó sao nữa là nó mới đúng. Con chó. Con chó. Hãy dẫn theo con chó theo nữa. Sao mà anh dẫn chó theo hả? Nó có đi không? Thanh đang đi chặt tre trộm nghe mọi người. Chặt trộm được. Trời ơi. Mình mới lựa được cây tre ngon nhất để mình ăn trộm nha. Yeah. Anh đã chặt đứt cây tre xuống rồi. No 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 no. No 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 no. Kêu sao cho nó lại hả? Mập 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 mập. Mập 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 mập. Xong rồi hả? Thanh đã ăn trộm được một cây tre rồi nghe anh em. Xíu anh quay qua mà anh không thấy em làm lọt cái này rồi đó. Cái này là cây ăn trộm nha mọi người. Ăn trộm la làng nữa. Thanh đã ăn trộm được cây tre để vô nướng vịt rồi. Giờ mình còn ăn trộm thêm gì nữa không ta? Bự không anh? Con rắn bự không?
Đây là Thanh đang đi, Thanh đang đi bắt rắn trong bụi xả. Cái khóm là cái gì? Cái khế hả? Khóm là cái gì vậy? Trái thơm á. Trái thơm. Đâu có trái khóm nào chín không? Có. Thì quay tao đi, hôm nay tao sẽ hướng dẫn mọi người cách đi ăn khóm ở Tiền Giang. Quay phim mọi người thấy vlog của Chương. Đây, khóm là mình bẻ tại vườn nha mọi người. Thôi bẻ theo xíu ăn mọi người. Tao lãi mày được chứ. Hai trái. Được hai trái rồi hả? Cái này chín luôn con. Không cho nó trước. Chưa đúng không? Chưa. Ông ngoái còn nữa mà thôi, miễn đi ngoái không vậy. Mày lỏ theo không? Khó rồi không? Anh biết chìa khóa đâu không? Tại vì cái chìa khóa đó. Ê sao giờ mình ướp dịch trước cho nó thấm đi. Ừ đi không đi ta. Vừa ướp dịch chưa vậy? Ui. Anh đi chặt cá chê nha. Vô lấy tấm thớt. Oh, Vi sát xả ra nè. Cho người ta biết Vi biết sát xả nè. Trời ơi. Anh nè. Cho bỏ miếng đường hoặc là sao? Trời ơi, thấy Thanh sắp xả chuyên nghiệp chưa? Dễ là chuyên nghiệp, nó không phải anh thôi. Thanh xinh đáng có 10 người yêu. Một đứa là đủ rồi. Một đứa là đủ rồi. Bây giờ là Thanh với Vy sẽ nấu vịt nướng chao ăn. Vịt nướng chao đúng không? Chao. Chao nữa nha. Bây giờ mình sẽ sơ chế nguyên liệu trước, mình băm tỏi, băm sả, băm ớt mình bỏ vô cho nó khử mùi dịch thơm. Xong rồi mình cho chao vô, dùng lấy. Thôi, vô nhà ướp luôn, khỏi mấy công ăn kem ăn vô. Đi. Bây giờ anh bỏ cái này vô đi. Không, bỏ ớt vô cay tay lắm. Đi hả? Để hồi mình bỏ ớt vô sau. Vậy tự nhiên cầm cái này đi hả? Đi. Vô. Ừ. Ừ.
lên rồi cho trời thêm sang. Đã dàn đá cầu ca. Ơi. Cái gì vậy trời, tự nhiên cháy lên rồi. 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 Cháy lên sao gà nó biết gì vậy? Không biết nữa. Chắc nó nghe khước gì gái nó gái theo. Gái chiều. Đứng dậy đi. Anh trước mắt anh kêu đứng dậy thì anh nói cho anh biết. Cổ vô phải chưa? Lấy canh cái thớt với cái dao. Đặt ra làm tư mới được. Nãy giờ nước vô trong nó chưa qua. Xong chưa giờ á. Hello mọi người, hôm nay Thanh dẫn mọi người về Tiền Giang ăn thử sầu riêng rụng nha. Ăn là nó có sự khác biệt so với sầu riêng mà người ta bán ngoài chợ liền. Sau đây là Thanh sẽ thử một muối cho mọi người xem nó cảm giác như thế nào nha. Ngọt. Ngọt. Nó ngọt, nó ngon. Không phải như cái vị mà sầu riêng mà người ta nhấn phúc. Nó là ngon. Nếu mà mệt quá giữa thành phố chúng trầm lên nhau cùng ngắm cái bông về quê mình nuôi cá và trồng chanh rau. Trời vừa ăn nè. Sao em? Chua nhai không nữa là ngon. Ổn mày. Ổn ổn tao tắt video.